thế là hết rồi hả? Thế dậm chiếu cuối ăn mừng cái nhờ. Bẹp bẹp bẹp. Oh yeah baby. My hammer is at your behest. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel Top Mỡ. Và đây sẽ là cái con bò đứa con xứ Minos anh em ạ. Đây chính là cái vị tướng Minotaur mới được làm lại về ngoại hình in-game cũng như là cái hoạt cảnh xuất hiện ở phòng chờ ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends. Và như anh em đang nhìn thấy, Mỡ đang hơi lúng túng cho cái việc lựa chọn cho mình cái đôi giày hỗ trợ đảo đường nào sẽ là phù hợp. Có lẽ rằng là chắc là thay vì Mỡ sẽ đi cùng với cái anh chàng xạ thủ Nathan mới thì đường giữa đang chào đón Mỡ, bởi vì đây là một cái trận đấu mang tính chất gọi là review cho anh em sơ qua về bộ kỹ năng cũng như là gameplay, về đặc biệt là cái ngoại hình in game của con bò Minotaur, cho nên Mỡ nghĩ là chúng ta sẽ tập trung một chút xíu vào cái con bò này nha. Ok là như anh em đang nhìn thấy cái con Mino này thì Mỡ thấy cái dáng đi với cả cái lưng của nó hình như là hơi gù so với cái con Minotaur ở máy chủ chính thức anh em nhỉ. Đây sẽ là cái chiêu thứ nhất của Mino này. Anh ta sẽ nhảy ở một cái tầm khá là thấp, sau đó anh ta sẽ vung cái búa đập nhẹ xuống đất một chút xíu anh em ạ. Và nhìn cái dáng đi khá là cục. Chiêu thứ hai của Minotaur về cơ bản vẫn là gồng lên và hồi lại, đó là cái lượng máu thôi. Cá nhân Mỡ đánh giá rằng thì cái bộ kỹ năng của Mino nếu như nó có thay đổi, nó chỉ thay đổi một chút xíu đến từ tiểu tiết thôi. Còn thì về cơ bản, chiêu 1 dịch chuyển tầm ngắn, chiêu thứ 2 hồi máu, chiêu cuối là để gồng lên lấy nộ và chuyển thành, khi mà chuyển sang cái dạng thành bó điên ý, Mỡ hay gọi thành bó điên anh em ạ, thì nó sẽ đập xuống đất 3 lần và cái đòn đập cuối cùng là gây sát thương chuẩn. Ở đây là có úi Zambamia, bó sát thủ được khai sinh và đó là cái mạng đầu tiên của Mỡ ở trong cái trận đấu này. À, như anh em có thể đang nhìn thấy thì cái con Mỡ thấy là cái con bò Minotaur này nó đang được làm lại là bởi vì hình như là nó sẽ phục vụ cho cái dự án Next Phase 2 sẽ được cho ra mắt trong thời gian tới, với cái việc làm lại những cái vị tướng cũng được ra mắt ở giai đoạn đầu kiểu như là Minotaur này, xong đến đó là cái vị tướng Alpha các thứ các kiểu đồ, và như anh em đã nhìn thấy đúng không ạ. Nhưng mà ở trong máy chủ thử nghiệm thì ở thời điểm hiện tại chúng ta như là Mỡ ở đây mới chỉ sử dụng được duy nhất đó là cái trang phục mặc định của Minotaur mà thôi. Có những cái trang phục khác như kiểu Minotaur Zodiac xong rồi các thứ các kiểu thì không được lựa chọn anh em ạ. Có lẽ rằng Moontoon đang trong giai đoạn hoàn thiện những cái trang phục này để mà chúng ta sẽ cùng đến với đó là những cái trang phục tiếp theo của cái vị tướng đỡ đòn này. Rồi thì chúng ta trước tiên là đôi khi là chúng ta cũng phải xem qua những cái trang phục mặc định trước thì khi đó chúng ta mới có được cho mình đó là cái sự so sánh với những trang phục khác, anh em hiểu không ạ? Rồi, Alpha đang ăn đi cho mình đó là cái con rùa này, nhưng có sự góp mặt của Mỡ và Ngộ Không ngộng khô ở đây, Alpha bị lùa như con đang cố gắng tẩu thoát và anh ta đã thoát được khỏi cái tình huống này. Mỡ thì gần có được cho mình đó là cái level 4 rồi, sẽ là hỗ trợ cái vị tướng Ngộ Không ngộng khô này ăn đi cho mình đó là cái con rùa. Level 4 đã có, Mỡ gồng đến từ cái chiêu cuối. Ở đây thì anh em sẽ hơi khó nhìn cái chiêu cuối của Mỡ gồng, nhưng về cơ bản là cái con Mino này nó đã gù đúng không? Lưng nó khi gồng nó còn gù hơn nữa các ông ạ. Và sau khi mà nó gồng xong ý thì nó đã có được cho mình đó là ui, sao thằng Mỡ ăn luôn cả cái con bồ rùa thôi anh em. Nhưng tôi không sao. Đó, thì về cơ bản là cái con Mino này thì Mỡ đánh giá là nó nhìn trông gù với cả nhìn nó trông kiểu cục xúc ù lì cục mịch hơn anh em ạ. Chứ còn thì Mỡ không biết là cái con Mino này nó khỏe hay không, thì về cơ bản chắc là Mỡ nghĩ là Mino nó sẽ không khỏe quá là nhiều đâu. Về cơ bản vẫn làm cái chất tướng Mino vẫn làm cái chất tướng tanh, có khả năng gọi là khống chế diện rộng ở trong giao tranh. Và bên cạnh đó là có một cái khả năng băng trụ khá là cứng, bởi vì cái chiêu thứ hai của Mino ở dạng bó điên ý thì cái vị tướng này sẽ miễn nhiễm được cái lượng sát thương đến từ trụ. Và Mỡ nghĩ là cái con Mino này ở thời điểm hiện tại trước tiên là sẽ được Moontoon yêu cầu quan tâm đến cái việc ngoại hình trước đã, còn sau đó làm thế nào để đưa cái vị tướng Mino này quay trở lại meta hiện tại thì Mỡ nghĩ rằng sẽ là thời gian tới. Ở đây này có chiêu dạng bó điên, Mỡ sẽ nhảy vào trong cái tiếng này tầm nhảy rộng hơn, và đây là chiêu cuối lần đầu tiên của Mỡ được kích hoạt ở trong cái trận đấu này, sẽ là ở đây chạm sát cái chiêu bó điên đã có được cho mình đó là cái mạng thứ hai, sau đó hồi máu để cùng với Nathan lùi ra khỏi cái phạm vi mà rất dễ sẽ phải trả mạng, cái phạm vi đứng giữa hai cái trụ bên phía nhà chính của team bạn.
À đâu, đứng hai trụ ở đường dưới của team bạn. Ui, chiêu cuối đến từ vị trí của Alpha, anh ta hất tung lên mỡ. Nhưng đây là một cái con bò điên, nó là tanker các ông. Thậm chí có cả Ngộ Không ở đây. Con Ngộ Không này là Ngộ Không đi rừng. Ở thời điểm hiện tại, cá nhân mỡ đánh giá rằng cái con Ngộ Không này nó đang khá là mạnh ở trong máy chủ thử nghiệm. Còn thật ra chờ nó ra máy chủ chính thức rồi thì va chạm như thế nào mỡ không biết. Nhưng mà ở trong máy chủ thử nghiệm thì mỡ thấy là cái cộng đồng Mobile Legends trên toàn thế giới họ đang khá là thích cái con Ngộ Không này. Bởi vì cái con Ngộ Không này nó khá là cơ động, với cả đôi khi kẻ địch sẽ, nếu như mà họ không để ý kỹ, họ sẽ không biết được rằng là đâu là cái con Ngộ Không thật đâu. Vì thế cho nên là cái khả năng dồn đam cũng như là cái sự cơ động của Ngộ Không là cũng khá là khỏe. Ở đây mỡ có chiêu cuối dạng bò điên nhảy vào dậm, nhưng mà mỡ bị đẩy ra đến từ vị trí của xạ thủ Nathan. Ngộ Không anh ta còn gấp mỡ nữa cơ anh em ạ. Và đang là giao tranh trong trụ của team bạn, mỡ nhảy vào có được mạng của đó là cái vị tướng Alpha và cái anh chàng Tử Long tổng lư team bạn. Thì ui ôi, sao tự nhiên Tử Long tổng lư team bạn với Tử Long tổng lư team mỡ, hai ông này gọi là ý tưởng lớn gặp nhau à? Skin giống nhau thì vãi trưởng, và máu thì cũng ít thôi, nhưng chỉ có điều là Tử Long tổng lư team bạn là đã lùi về, còn Tử Long tổng lư team bạn thì vẫn đang gọi là ở phía trên này. Anh ta đặt tên mình thành Di Long luôn anh em ạ. Chắc là kiểu One Cham Tử Long anh em. Nhiều ông đặt tên này là mỡ thấy giống lắm anh em. Rồi thôi không sao, sẽ là có mỡ ở đây. Ui, tốc pin đến từ vị trí của God cùng với thời điểm là Tử Long team mỡ bật cái chiêu cuối Hero Never Fade luôn anh em ạ. Nhưng mà không thể truy đuổi được. Thế là mỡ sẽ ping ở đây ra lấy đi cho mình đó là cái con rùa. Ngộ Không anh ta đánh khá hổ báo trong cái tình huống này. Anh ta lao vào YOLO 1v1 với cả cái thanh niên Alpha luôn, và sau đó anh ta đã phải lùi lại, máu anh ta còn quá thấp. Mỡ sẽ hóa thành bò điên ở trong cái tình huống này, nhảy vào này, dậm và dậm này, áp sát quyết cái nhẹ, có được mạng của Alpha. Và đó là cái mạng, ui, bò điên sát thủ mạng thứ tư của mỡ trong cái trận đấu này rồi anh em ạ. Cá nhân mỡ đánh giá rằng là cái con bò điên này về cơ bản ấy là nó không có quá là nhiều khác biệt so với máy chủ chính thức. Chỉ là nhìn cái con bò điên ở trong cái máy chủ thử nghiệm, nhìn nó được sửa lại, nhìn nó có phần cục xúc hơn, nhìn nó lầm lì hơn, và nhìn nó cứ kiểu gọi là dày mình hơn như thế nào anh em ạ. Nó dày mình hơn như thế nào anh em ạ. Đó, đây là cái nội tại con bò này anh em này. Nó gồng lên nhìn giống kiểu như siêu xây ra ở trong bảy viên ngọc rồng gồng lên anh em nhỉ. Kiểu là như thế anh em ạ. Mà để mà nói về kích cỡ ấy, thì mỡ thấy ra cái con bò ở trong cái trang phục mặc định của máy chủ thử nghiệm khi mà làm lại, nhìn nó to hơn với cả nhìn nó hơi đáng sợ hơn. Nhìn nó to hơn với cả nhìn nó hơi cục hơn. Còn thì những cái đòn đánh thường của con bò này cùng với đó là cái tiếng hiệu ứng âm thanh, thì lát nữa gần hết video clip thì mỡ sẽ tạm thời không bình luận để cho anh em nghe thấy tiếng ấy. Em có thể thấy được rằng kiểu cảm giác tiếng âm thanh của con bò này nó hơi không được lực lắm. Nhưng mà mỡ nghĩ rằng với những cái chỉnh sửa đến từ máy chủ thử nghiệm dành cho một cái trang phục mặc định thì như thế này cũng là ok la rồi, không có nhiều quá nhiều thắc mắc lắm anh em ạ. Rồi, sẽ là cùng đồng đội của mình lấy đi cho mình đó là cái con rùa ở trong trận đấu này. Rùa sẽ lại một lần nữa được thuộc về đó là Ngộ Không. Đường dưới thì Nathan bên phía team mỡ đã bị hạ gục, mỡ có mặt ở đây, nhảy sang phía bên này tường và chiếu cuối được kích hoạt hất tung ba thành viên team bạn lên. Sát thương chuẩn được gây ra đến từ cái đòn đánh cuối cùng, và đó chỉ là một cái pha hơi là dọa team bạn thôi anh em ạ, chứ bản thân mỡ dậm xong không thấy ai vào, mỡ thấy là cũng thiếu đam lò tòi phòi ra rồi anh em ơi. Ngộ Không anh ta sử dụng cái cây kim cô bổng của anh ta lướt qua tường để dồn đam vào đó là cái vị tướng Tử Long. Nhưng Tử Long ăn được cái mắt bão, anh ta lùi được về ở trong cái tình huống còn chấm máu anh em ạ. Ngộ Không anh ta lại có vẻ như thấy được cái vị tướng God ở đây, anh ta hình như là muốn tìm cách lấy mạng đi God. Anh ta ném gậy, anh ta áp sát vào God anh em ạ. Mỡ nhảy vào để mỡ chàm sát mạng thứ 5 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Game đấu này về cơ bản nó cũng khá là nhẹ nhàng anh em nhỉ. Mỡ đánh giá cái game đấu này của mỡ nó cũng khá là nhẹ nhàng anh em ạ. Rồi, ở đây trong bụi là thấy có Tử Long, nhưng team bạn về cơ bản nhìn cái con bò này là họ đã ngán không muốn đánh rồi. À, thật ra là kiểu nếu như mà để ý kỹ con bò này, chúng ta đã thấy được cái sự khác biệt đến từ cái cầu vai của con bò đúng không ạ? Rồi thì cái bờm của con bò nhìn nó có vẻ là dài hơn. Rồi thì hiệu ứng hồi máu đến từ skill 2 của con bò này thì nó cũng có phần, nói chung là được moon tool khá là chăm chút anh em ạ. Nhưng mà tổng quan để mà nói thì mỡ cũng không có thích chơi con bò này lắm. Bởi vì về cơ bản nó cũng là tanker mà các ông. Còn tôi là một cái chất tướng kiểu sát thủ, kiểu xạ thủ các thứ các kiểu. Nhìn con bò nó u lì cục bịch lắm anh em ạ. Nhìn nó kiểu di chuyển nó cứ kiểu như cục thịt, cục thịt di động như thế nào ấy anh em. Nhưng thôi không sao, để mà review cho anh em thì cái gì mà cũng quất hết. Rồi, đường trên là có đó là tổng lư Tử Long, anh ta đang đẩy trụ mỡ ăn được cái mắt bão, sẽ là nhảy lên trong cái tình huống này làm chậm được cái anh chàng Tử Long, nhưng anh ta bật chiêu quế hero chiến binh bất khả bại. Anh ta đã lùi được về. Đường giữa thì có vẻ như là team bạn tranh thủ cơ hội này, đó là Alpha và Nathan. Họ đã đẩy được nát bét cái trụ đường giữa rồi. Ở đây là có thanh niên Nathan bên xạ thủ bên phía team bạn. Ui, ở trong máy chủ thử nghiệm bây giờ thì dĩ nhiên rồi anh em, khi mà có một cái con tướng mới được lựa chọn ý, thì những cái vị tướng thì ý là có một cái con xạ thủ, có một con tướng mới được lựa chọn ý,
được ra mắt ý, thì rất nhiều người chơi gọi là lựa chọn chơi vị tướng này luôn. Và Nathan đang là một cái lý do ở trong trận đấu này mà khẳng định với anh em, cứ vào trong máy chủ thử nghiệm ý, thì 10 trận là phải đến 11 trận là xuất hiện cái con xạ thủ Nathan đấy rồi. Nhưng mà có một cái thú vị là mỗi ông có một cái kiểu lên đồ riêng, có ông thì lên full đam vật lý, có ông thì lên full đam phép, có ông thì lên này lên lọ lên chai, mỡ cũng mới thử lên đồ cho con Nathan theo kiểu gọi là full đam phép thôi, còn vật lý thì mỡ chưa thử. Mà có lẽ rằng trong thời gian tới mỡ cũng sẽ thử lên thêm vài cái video clip nữa về Nathan để xem như thế nào, tranh thủ cái giai đoạn này thì cũng thử chơi thử xem cho nó biết. Còn sắp tới thì bao giờ ra mấy chủ chính thức thì anh em sẽ có được nhiều cái nhìn nó tổng quan hơn, kiểu kiểu như thế đúng không anh em? Rồi, đường này là đang có tổng lữ tử lòng, anh ta bật chuột quế chạy khá nhanh trong cái tình huống này và anh ta ăn được cái mắt bão luôn, anh ta chạy nhanh vãi cả lông nách thôi để anh ta chạy anh em ạ. Chứ tầm này mỡ cặp bò thì như kiểu lết như này thì đuổi làm sao được cái thằng tổng lữ tử lòng nó chạy như thế. Rồi, ở đây mỡ đã có được cho mình, anh em thấy không ạ? Thì bây giờ khi mà mỡ lên được cho mình đó là cái giày đảo đường thì nó sẽ có thêm cái hiệu ứng, đó là cái hiệu ứng liệt kích. Cái hiệu ứng này nó rất là thú vị ở đây. Anh em cứ hiểu đơn giản là nếu như mà kẻ địch dưới 35% máu ấy thì chúng ta sẽ được gây thêm sát thương lên kẻ địch. Oh, hello tổng lữ tử long. Chạm sát quả mượt quá nhờ. Chấm dứt đi được tổng lữ tử long team bạn và mỡ đang đạt được cái danh hiệu làm chủ trận đấu, có được cho mình đó là cái mạng thứ 6 ở trong cái trận đấu này, để cho anh em thấy được rằng là cái con bò này thật ra nó cầm phép hỗ trợ nào cũng được. Nhưng mà thường ấy là nếu như cái con bò này anh em cầm tốc biến ấy thì nó sẽ có những cái pha tình huống lao thẳng vào giữa đội hình team bạn và khống chế họ ok la hơn. Còn thì cái con bò này anh em cầm chảm sát, anh em cầm hóa đá, anh em cầm cái gì cũng được, tùy ý anh em. Đó, về cơ bản là nó sẽ không quá ảnh hưởng nhiều đến cái sức chống chịu của con bò này. Hoặc nếu anh em đánh nó bó cần hơn thì anh em cầm phản kích cho con bò này cũng được, để anh em tăng thêm phần chống chịu để cho con bò này nó trâu trò hơn. Bởi vì anh em nên biết rằng là khi mà cái con bò này nó ở trong cái trạng thái bò điên ý thì nó sẽ tăng thêm phần chống chịu hơn khá là nhiều. Rồi, mỡ thấy có Mia ở trong cái tình huống này. Nhưng mà mỡ nghĩ là mỡ cũng không sờ được vào Mia đâu. Đường trên là mỡ thấy có tổng lư tử long này, anh ta nhìn thấy mỡ anh ta cũng ngán vãi nồi luôn anh em. Tầm này thịt bò hơi dai nha, không ăn được đâu anh em ạ. Rồi để xem team bạn có làm gì mỡ trong team này không nha. Mỡ có chiêu cuối ở đây nhưng team của mỡ thì không có ai xung quanh, cho nên là mỡ cứ để chiêu cuối ở đấy. Anh em thấy không, con bò này cảm giác nhìn nó to với cả nhìn nó lực hơn đúng không anh em? Nhưng mà khi mà nó hết trạng thái lực xong nhìn nó teo bé lại, cảm giác nó cứ kiểu như nào anh em. Rồi hóa thành đó là cái con bò dạng nửa nộ nhảy vào đây, bởi vì mỡ biết trong này có đó là Nathan. Anh ta tốc biến đập mặt vào tường, nhưng ở phía sau lưng team mỡ đang có giao tranh. Tử Long tổng lư team bạn đang bị lùa bởi ba con ngỗ không cao ngạ, và nó chỉ dừng lại là như vậy và thôi, không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra ở trong cái tình huống vừa xong. Ở đường giữa thì đang có Mia. Trận đấu này thì về cơ bản là đang khá là chả hiểu sao đang khá là cân kèo các ông ạ. Rồi, để mỡ lết ra đường giữa để thủ cái đợt lính này nha. Con Lord nó đã có rồi, mỡ sẽ ping cho ngộ không thông báo cho anh ta một cái điều rằng là Lord kia. Ở thời điểm hiện tại thì mỡ đang thấy là những cái phím nóng ấy, những cái thông báo nhanh ở trong trận đấu nó đang hoạt động nó khá là ok, khi mà anh em hoàn toàn có thể thông báo cho những cái người chơi đồng đội của anh em rằng họ nên đi đến đâu, họ nên làm gì đó chỉ thông qua bằng việc kéo thả cái icon và cái minimap thôi. Thì ở thời điểm hiện tại thì ở trong máy chủ chính thức thì cái đó chưa có, thì anh em sẽ cần phải chờ đến khi mà cái tính năng này nó được xuất hiện ở trong máy chủ chính thức cơ. Còn ở trong máy chủ thử nghiệm thì mỡ đang thấy là nói chung là game nó cũng đang khá là đủ đầy rồi anh em ạ. Rồi, sẽ lan đi cho mình đó là cái con Lord này, rất đông thành viên, đó là Nathan, hai con ngộ không và thêm tử long, thêm mỡ vào, Lord sẽ bị lấy đi rất nhanh chóng. Và mỡ ở đây sẽ có một cái pha giao tranh với team để mà kết thúc trận đấu này sớm thôi. Nói chung là về cơ bản tổng quan mỡ thấy là chơi cái con bò này nó không có gì khác so với cái con bò máy chủ chính thức cả, chỉ có sự khác biệt đến từ bộ kỹ năng của con bò này, rồi thì ngoại hình cũng như là cái hiệu ứng xuất hiện ở hoạt cảnh phòng chờ thôi. Còn thì ở đây có tử long team bạn sẽ là dậm chiêu cuối để giữ chân, giúp cho tử long team mình được một cái pha va chạm. Mỡ ở đây chạm sát và nhảy vào ở đây đó, anh em thấy không, nhờ vào cái điểm liệt kích đến từ cái giày đảo đường, mỡ có được cái mạng đến từ cái vị tướng tổng lữ tử long sẽ là nhảy ra đây để mà giúp những cái người đồng đội team mỡ, cụ thể đây là Nathan, anh ta được chơi. Mỡ có được cái mạng đến từ cái vị tướng gọt, mạng thứ 8 của cái con bò sát thủ trong cái tình này. Ở thế là hết rồi hả? Ở thế dậm chiêu cuối ăn mừng cái nhở, bẹp 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 baby. Mỡ nghĩ rằng trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc tại đây thôi, bởi vì team bạn bốc hơi 5 thành viên và cái Claude thì cũng đã được mang theo cái đợt lính cường hóa cùng với cái vị tướng alpha được dưới rồi. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về cái con Minotaur mới được làm lại để chuẩn bị cho cái dự án Next Phase 2 sắp được ra mắt. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Bye bye anh em.